Có chúc mừng yêu cũ mọi người. X1, X2. Eo xong bây giờ bác mà đánh lên nó bệt 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 cái đống phấn phủ đấy lại. Xong bác nhào 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 cái đống đấy lại trên mặt tôi. Rồi. Feel like falling deeper. Cold and nice đã 너무 싫어. Hello mọi người, lại với anh đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Đức Anh đây. Và nếu như mọi người đã đọc ở trên tiêu đề thì video ngày hôm nay Đức Anh sẽ có một người bạn đến để make up cho Đức Anh. Bởi vì Đức Anh thấy là cái make up lúc Đức Anh thường làm cho mọi người và các cái sản phẩm nó hơi na ná nhau một tí, nên là đổi mới cho mọi người với một cái make up lúc khác. Những cái sản phẩm make up khác mà bạn của anh sử dụng nó sẽ khác với Đức Anh một chút, nên là sẽ có cho mọi người nhiều sự gợi ý hơn. Thì ngày hôm nay là một cái nhân vật mà được recommend rất nhiều trên kênh của Đức Anh. Thì hôm nay Đức Anh sẽ mời Nam đến để make up cho Đức Anh nhé. Hello mọi người, mình là Nam và mình có mặt ở đây để giúp Đức Anh trở nên xấu hơn nhỉ? Tôi không thể nào xấu hơn nào bây giờ nữa. Bây giờ Đức Anh đang để mặt mộc để cho Nam make up cho Đức Anh. Thì mình cũng không biết gì về make up đâu. Ừ, nói chung là cũng bình thường thôi. Kiểu như chúng mình hay đi chụp hình, như Nam hay đi chụp hình thì Nam cũng phải make up ấy. Thì chắc cũng có một tí kỹ năng chứ nhỉ? Không. Bước đầu tiên thì bây giờ anh đang để mặt màu skincare rồi, nhưng mà có một cái là Đức Anh rất là thích cái dáng lông mày của Nam, nên là sẽ nhờ Nam cạo lông mày một tí. Thì bác sẽ cạo lông mày cho tôi. Không chắc đâu nhá. Ừ, tôi tin tưởng bác vậy. Cái này của bác có sắc không đấy? Không, sắc bình thường bác. Rút quá. Bác đừng luôn. Bác chặt tay vào. Nhắm mắt lại đi. Đây là lần đầu tiên mình cạo lông mày cho người khác đấy. Sao bác không nói từ trước? Như cũ. Được, được. Nhưng xong chưa? Xong rồi. Đưa anh còn lông mày không? Bác skincare rồi. Skincare rồi. Chắc là sẽ dùng kem lót. Ừ, kem lót. Mình sẽ dùng kem lót của Bobbi Brown. Ừ, đấy. Nói chung cái kem lót này cũng nổi tiếng này. Bobbi Brown, vitamin E. Ồ, mùi cam, hơi cam xanh một tí, sai chất. Bình thường mọi người dùng tay nhưng mà thích dùng bằng cái này. Ờ, mọi người thích, bác thích dùng cọ gì. Thì đấy, trong lúc Nam make up thì Đức Anh có gửi cho mọi người một số, ui cái này mát thế, một số câu hỏi trên Instagram thì chúng mình sẽ vừa make up vừa trả lời nhé. Câu hỏi đầu tiên là hai anh quen nhau như thế nào ạ? Và ấn tượng đầu tiên của hai người là gì? Thật ra thì quen nhau từ lâu lắm rồi nhưng cũng không biết lý do tại sao quen nhau. Đợt đấy chắc là do Facebook ha. Ờ. Tôi nhớ là lần đầu tiên tôi biết sự xuất hiện của bác ở trên đời là cỡ lúc đấy tôi học lớp 8. Thì là bác học lớp 9 đúng không? Ừ. Ở đấy nói chung là anh thấy Nam ở trên Facebook. Thì không biết bác còn ảnh hồi đấy không, nhưng mà từ cái hồi lớp 9 ấy thì hình của Nam rất đẹp luôn. Tại vì mình photoshop quá nhiều ấy. Rất đẹp và kiểu trông Hàn Quốc cực kỳ. Tóc tai, quần áo, thứ cũng đẹp lắm. Ấn tượng đầu tiên gặp nhau á. Nhưng mà hồi đấy mình biết nhau nhưng gặp nhau chưa nhỉ? Chắc gặp nhau còn trẻ. Mình bắt đầu chơi với nhau từ cái hôm mà sinh nhật mình. Thì Đức Anh chơi thân với dì của mình. Đấy. Buồn cười lắm mọi người ạ. Sinh nhật Nam nhưng toàn bạn của dì Nam đến. Không có người bạn nào của Nam ở trong cái hội đấy cả. Vẫn có Thương. Thương là dì bác rồi, nó là gì? Là dì bác đấy. Thì Đức Anh thì bằng tuổi dì của Nam. Cũng chơi với nhau nên là hôm đấy tự dưng đang đi giữa đường lại gọi đến uống rượu, chứ cũng không nói là gọi đến sinh nhật bác đâu nhá. Hình như là có hay sao ấy. Có à? Có. Ơ, sao tôi vô duyên nhỉ, tự dưng đến sinh nhật. Thực ra là trước đấy có gặp nhau đấy, trước đấy mình có đi bắn cung. Ừ, nhưng mình không nói chuyện với nhau. Ban đầu mình cứ nghĩ là Đức Anh ghét mình cơ mọi người. Ừ. Bác bị ám ảnh việc đấy chứ, tôi nhìn dễ tính như thế này chả ghét ai sao. Tại vì mình hay bị cái kiểu mà ví dụ người khác gặp người khác mà người khác không nói chuyện với mình ấy. Ừ. Thì mình sẽ nghĩ người ta ghét mình. Thế sao bác không nói chuyện với người ta? Ừ ha. Bác chạy. Chúng mình đã xong bước. Ôi cái này thích ấy. Kiểu nó mịn, nó mềm cái da. Ừ, nó mềm cái da luôn ấy. Bây giờ chúng mình sẽ đến bước gì thưa anh make up artist? Mình sẽ dùng kem nền. Ừ, kem nền. Gì đây? Cũng dùng kem nền Bobbi Brown. Màu xem màu ở đâu? Đáy. Màu N032. N032 là dành cho các bạn có tông neutral nhé. Nói chung là cái tông màu da của Đức Anh với Nam cũng hơi tương tự nhau nên chắc không 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 bị
lệch nền đâu nhỉ? Của bác trắng hơn da bác trắng hơn, trắng hơn da tôi. Đánh foundation. Thực ra là bình thường tôi hay dùng bẫy mắt biết đấy, tôi toàn dùng cushion thôi. Tại vì tôi thấy foundation nó hơi khó, khó dùng với tôi. Nó đòi hỏi nhiều kỹ năng. Bác dùng cọ. Ừ. Công việc và thu nhập của hai anh là từ đâu ạ? Ừ, nói chung công việc của đứa anh thì giống như mọi người vẫn biết đấy, mọi người đang xem đây thì là công việc của đứa anh này, kiểu sản xuất nội dung, xong rồi nói chung là về hình ảnh của mình trên mạng xã hội các thứ, thì từ đấy nó sẽ cho mình những cơ hội để kiếm tiền, có thu nhập các thứ. Với cả dạo này đang có hứng thú đầu tư bác nhỉ? Đang có hứng thú đầu tư. Ai mà theo dõi mình rồi chắc cũng biết là mình trả lời cái này nhiều lắm rồi. Anh cũng sẽ kiếm tiền từ nhiều hình ảnh cá nhân của mình trên Instagram. Và song song đó thì cũng có kinh doanh một vài thứ. Nói chung là không nhiều nhưng mà cũng đủ để ăn chơi nhảy múa các bạn. Đấy, tụi tắm các thứ. Đấy, đam mê lắm. Đấy, nói chung là đấy, anh nghĩ là đến thời điểm này thì cái công việc của hai đứa mình nó cũng không phải là cái gì quá xa lạ với mọi người cả, nhưng mà có lẽ là mọi người vẫn không hình dung được là cái công việc nó ổn định và cái nguồn thu nhập nó đến từ đâu và nó có đủ nhiều hay là nó có quá nhiều như mọi người hay thấy trên mạng hay không. Nhưng thực ra là trong cái nghề này ấy, bác, kiểu những cái người mọi người biết đến nhiều ấy thì sẽ là những người thành công nhất rồi. Đấy, ngoài kia vẫn có những người như chúng mình thôi. Nghèo lắm. Ừ đấy, thu nhập nó cũng chỉ bình thường thôi, nó không phải là con số nó lớn như mọi người thấy đâu. Đấy. Làm sao để có được những chiếc ảnh xịn như hai anh? Đấy. Nói về ảnh thì ra anh không giỏi chụp ảnh lắm, cũng không chuyên đấy. Ảnh thì hầu như là nam chụp. Vì kiểu nam cũng có tư duy hình ảnh nó tốt hơn Đức Anh. Với cả ngày xưa bác cũng có một thời gian đi làm photographer đúng không? Không bác, đó là cũng chỉ là tôi thích xong tôi đi chụp vớ vẩn thôi. À ừ, nói chung là cũng chụp, cũng làm quen với máy ảnh nhiều. Thì hầu như ảnh của Đức Anh là một là nam chụp, hai là nếu mà không có nam thì Đức Anh sẽ có photographer chụp. Nhưng thực ra Đức Anh thích chụp ở trong studio hơn ở ngoài. Đấy, tức là bác. Tôi thích chụp ở ngoài hơn. Ừ. Tại vì chụp trong studio nó cứ kiểu bị kiểu thương mại quá ấy. Ừ. Nhưng mà tôi chụp ở ngoài thì đúng như với cái tên Instagram của tôi là Daily Việt Nam. Là chụp ở ngoài nó sẽ daily, nó gần gũi hơn. Đấy. Nhưng mà mình thích ánh sáng tự nhiên ấy. Nhưng mà quan trọng nhất là vẫn phải có một người bạn có tâm đúng không bác? Tôi cái này hơi khó. Tôi có tâm với bác không? Một kỷ niệm vui nhất của hai anh khi chơi chung với nhau. Bác có kỷ niệm gì không? Chắc là kỷ niệm sang nhà Đức Anh nấu cơm cho mình ăn đấy mà. Mọi người biết cái kiểu chậu rửa mặt không? Đức Anh nấu cho mình nguyên một cái bát chậu đấy thịt bò. Bảo bắt mình hôm nay phải ăn hết. Đấy. Đấy là kỷ niệm vui nhất của bác với tôi đấy hả? Thì nói chung là Đức Anh ăn một mình thì mọi người cũng biết rồi, kiểu ăn nhẹ nhàng đơn giản thôi, nhưng mà có bạn đến thì mình cũng muốn thể hiện cái sự đấy hiếu khách của mình, nên Đức Anh nấu nó hơi nhiều một tí. Với cả là anh thấy dạo này Nam hơi gầy mà Nam cũng có ý định đấy, tăng cân tăng cơ các thứ, nên tôi nấu hơi nhiều một tí. Hôm đấy bác cũng bảo bác đói mà. Thế bác bảo là nền của bác tối hơn nền của tôi. Ok, sau khi đến nền thì mình đấy, không thể nào bỏ qua được cái này. Đó là nặn mặt. Rồi, nặn mặt. Gọi cái này là cái nặn mặt. Kiểu nó làm rõ cái đường này. Làm rõ đường này hơn. Bác dùng dạng kem à? Cream. Cái này thì của nội địa Trung, nhưng mà tôi xem review thì khá tốt. Tôi cũng thích đồ địa, tôi thích đồ địa Trung lắm, tôi cũng hay dùng mà. Bác kệ tôi đi. Biến cái nóc cho bác. Rồi. Wow, đúng rồi, bác gọt cái đấy đi, bác gọt chán cho tôi đi. Này, tôi thấy bác vẽ giống cái lúc tôi đi khám cấy tóc thế. Nói lại về cái kỷ niệm vui nhất của Đức Anh với Nam là cái hôm đấy sang nhà uống rượu, có hai đứa thôi. Thế xong rồi cũng uống nói các thứ, xong rồi nói chuyện về người yêu cũ, các kiểu tình yêu. Sao nhắc đến người yêu cũ? Hôm đấy kiểu đúng Valentine. Đúng Valentine, hai đứa không có tình yêu, không có cái gì cả. Thế là sang chơi với nhau cho đỡ buồn. Có, bác có crush.
hôm đấy tao có. Ừ. Nhưng tôi bị chát bạn ạ. Sang nói chuyện kể đang nghỉ ngơi ngủ cũng xong phát hiện ra là phát hiện ra là Đức Anh với Nam ngày xưa là có chung một người yêu cũ mọi người ạ. X1, X2. Thì bác sau khi nghe tin đấy xong bác có thấy ác cảm gì với tôi không? Không bình thường. À thế. Ngay thì cái thời đấy lớp 11, lớp 12 kiểu... Bác nói thế người ta biết bạn đấy là ai mất. Không ai biết đâu. Nhưng buồn cười lắm. Đấy kiểu à đây rồi. Bác thấy nhưng mà sao? Trong hộp cọ kìa. Đấy. Covid thì chưa bị. Ở nhá lên Covid thấy eo hơi trộm vía. Bác Nam đúng bất tử luôn đấy. Bao nhiêu người bị rồi xong mình còn đến nhà F0 xong mình ngồi nói chuyện đi. Ừ. Ngồi nói chuyện đối mặt thế này nó còn ho cả vào mặt mình. Ừ, mà không trộm vía nhá. Vẫn đang còn nguyên. Chưa hai vạch. Chứng tỏ ăn ở tốt đấy mọi người. Đức Anh nghĩ là cục dịch tễ trung ương nên bắt bác Nam đi để lấy máu. Nào, quay mình... mặt ra đây không có lệch đâu. À, tôi thích sống mũi to nhá. Sao bác? Thôi để nguyên cái mũi này cho nó cao. 2 năm trước à? 3 năm trước à? Gần 3 năm trước. Nam có có ý định làm YouTube ấy thì anh cũng rất là ủng hộ vì mình rất muốn xung quanh mình có nhiều người làm YouTube ấy, các thứ kiểu đi chơi với nhau quay nó cũng thoải mái hơn, đỡ phải ngại mọi người ấy. Thì đấy là lần đầu tiên Nam quay YouTube và đấy là video đầu tiên và cũng là video mới nhất cho đến hiện giờ. Năm sau. Chắc mình sắp tới mình sắp làm lại. Ở đấy thế mọi người có thể subscribe cái kênh YouTube của Nam đấy, anh sẽ để cái thẻ bên trên nhé. Với cả nhớ follow Nam ở trên Instagram, sẽ có rất nhiều hình đẹp cho mọi người, nhiều dáng pose, nhiều địa điểm chụp hình đẹp, outfit ở Hà Nội này các thứ. Mọi người nếu mà rảnh thì có thể follow Đức Anh luôn. Chắc mình chắc có mỗi mình ngược đời kiểu đánh concealer phấn tối, xong rồi mới dùng đến sáng. Ừ. Cũng được. Đấy, tôi cũng hay dùng cái này rửa sêm đúng không? Tôi dùng màu sáng nhất. Sáng nhất là màu 05 à? 01. 01 á? Cảm giác kiểu nó sáng hơn. Không phải, nếu mà dùng highlight thì nó sẽ bị nhũ ấy. Ừ, nó nhũ. Nhưng tôi rồi bác mẹ vầng mây quá trời. Tình ta là thác đổ. Rồi chúng mình sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo nhé. Về tình yêu, lúc đang tìm hiểu thì nên nói chuyện về chủ đề gì ạ? À? Em thấy bí quá, giải cứu em đi anh. Lúc đang tìm hiểu quá mà không biết nói cái gì. Thật ra thì nếu mà chắc là do không hợp. Ừ, tôi cũng nghĩ là do không hợp bác. Nói chung là nếu mà hai người mà cùng gu, cùng tần sóng và hợp nhau ấy thì không cần phải nghĩ chủ đề gì đâu, nó cứ tự nhiên nó trôi ra thôi. Nên là nếu mà không nghĩ được cái gì để nói, có lẽ hai người không hợp nhau. Hoặc là do có thể là mình đang bị ít nội dung quá. Mình hoặc là có thể bạn kia ngại. Ừ, hoặc là đấy, chắc không biết. Nói chung là Đức Anh là như thế này, Đức Anh luôn thích tôi ấy, bác biết tôi kiểu tôi đấy, tôi thích biết nhiều thứ ấy. Tôi thích biết nhiều thứ để gặp ai tôi cũng nói chuyện được. Nhiều khi nó cũng chưa chắc là cái mình thích đâu, nhưng mà những cái đấy nó lại làm cho mình có được cái mình thích. Thì cũng ok đúng không? Nên là nếu mà bạn cảm thấy bạn đang bí khi mà muốn nói chuyện một ai đấy, thậm chí như kiểu bạn bè, những kiểu tôi với bác ấy, Đức Anh với Nam ấy, nếu mà không có điểm chung thì làm sao nói chuyện với nhau được đúng không? Ví dụ tôi chả biết cái gì về thời trang, rồi tôi cũng không biết cái gì kiểu túi tắm các thứ, thì tôi cũng chả nói chuyện được với bác. Đấy. Mặc dù mình cũng không hứng thú lắm với túi tắm. Mình môi lại đi. Đoạn này tôi nhanh nhá. Ý bác bảo là tôi ngọt mùi mà. Đừng nói nữa. Nhìn tay tôi mới cắp đang buồn cười. Buồn cười mà. Bác nghe kiểu bác tôn tượng ấy. Với Đức Anh trộm vía là không bị cuộn thâm các bạn ạ. Sau đấy thì mình sẽ dùng phấn phủ dạng bột của Laura Mercier. Chuyên nghiệp thế. Để ra đây, nó focus mặt tôi rồi. Được chưa? Thế sẽ phủ nháy. Wow, chuyên nghiệp. Bình thường tôi ít khi phủ phấn lắm, chỉ phủ phấn nén thôi, chứ anh thích phủ phấn nén thôi. Phấn bột chưa phủ bao giờ. Phấn bột thì nó sẽ tự nhiên hơn. Phấn bột nó tự nhiên à? Tôi tưởng là phấn nén nó sẽ tự nhiên hơn, nhưng nó khó dùng hơn đúng không? Nó dễ bày vương vai khắp nơi hơn. Quay ra đây. Góc nghiêng của tôi siêu xấu, bác mắt tôi quay ra. Bác không thương tôi. Thì làm gì có ai đẹp toàn diện đâu.
Nhưng tôi thích thế. Nhìn lên. Nhìn lên chứ không phải ngửa cằm lên. À ừ. Nhìn lên xong cứ chọc vào mắt. À. Nhắm mắt lại đi. Phát lửa tôi. Eo ơi, tối qua xong rồi ngồi nói chuyện bảo là tôi sợ là nền của tôi á tối với ra bác lắm. Xong sang đây là như đi đám cưới. Này bác buồn cười, lúc nào tôi cũng gọi TikTok là ánh mắt ta chạm nhau nhé. Ví dụ như kiểu bác mà nhắn tôi là bác có biết bạn này không? Tôi biết, tôi hay xem ở ánh mắt ta chạm nhau. Con đánh luôn phấn vào răng bây giờ. Bác răng tôi nó không giữ phấn đâu, nó hơi chui ở bên trong. Make up là thành quả, không phải là quá trình. Phải lúc nào xong hết thì mới đẹp. Rồi sao? Nó đã bớt hồng hơn, nó chuyển sang xịt măng. <mong. cười> Đứa anh ngồi vào chỗ này, đứa anh cũng rất là hoang mang. Bởi vì đấy, bác Nam nhiều lúc rất là có tâm nhưng nhiều lúc thích làm trò hề ấy. Thế rồi tôi bảo tôi make up cho bác theo style cô gái mộng mơ má hồng ấy. Ơ, bác đánh kịp đánh má hồng. Thế, thôi đến đánh chặn lên phần phụ cũng được. Không, tôi dùng son để đánh má hồng. Eo xong bây giờ bác mà đánh lên nó bệt cái đống phấn phủ đấy lại. Xong bác nhào cái đống đấy lại trên mặt tôi. Rồi, hình như là xong rồi đấy. Cái gì? Bây giờ đến tạo khối tiếp, vẫn là tiếp tục tạo khối. Lại tạo khối tiếp. Thôi cái mùi này chắc chắn bác thích luôn. Ừ. Mình tạo khối của cái này. Ừ, rồi rồi, giờ kìa. Chắc thật queen quá, chắc không được. Đấy. Thơm, lấy cái mùi hơi vani rùa rùa, tropical thơm thế. Mùi mà anh thích nhất là mùi dừa và bác Nam cũng thế. Đấy, lý do là chúng mình hợp nhau. Nhưng chúng mình chỉ hợp nhau về mùi thôi nhé, không hợp nhau về gu người yêu đâu. Thế mà lại người yêu cũ chung. Không. Thực ra mình dùng cái bảng khối này để mình làm. Ờ, đấy. Tại vì nó rất là... Đấy, bảng này tôi cũng thích dùng lắm. Natural. Natural. Xoay gương đi. Không, tôi không xoay, tôi... Tên 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 tên. Mắt lại. Tên 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 tên. Tôi cảm giác tôi rất quang hoa với đọc vào. Đấy, đánh mắt à, đánh bầu mắt à bác? Ừ. Đấy, make up không tả cái gì thôi. Tôi nói chung là để cho mọi người tên những cái sản phẩm thôi nhá. Đánh mắt. Bác đấm mắt ạ. Bác thích bọng mắt đúng không? Đúng rồi, tôi thích bọng mắt. Anh thích bọng mắt là kiểu nhìn cho nó trẻ. Nheo bình thường, nheo mà kiểu nheo ấy. Tôi sắp lòi cái lem ra ngoài đấy. Annabelle. Nhớ nào cười trước lòng chó. Bây giờ mà tôi quay sang nhìn vào mắt bác chẳng kiểu gì bác cười. Tôi đi về thôi. Tôi vẽ lâu rồi. Rồi chẳng. Cắt tự nhiên lắm ấy. Tôi thấy chẳng khác gì lúc đầu rồi. Được chưa? Mục đích của ngày hôm nay chỉ là để ăn cắp cái ý tưởng lông mày này thôi. Cái mặt bác này. Vì mình thấy dùng bằng cái này thì kiểu mặt mình nó sẽ đi lên ấy. Ờ. Với cả là kiểu nó là kiểu từng sợi một nó dày hơn ấy thì. Đấy, bác thử so sánh hai bên rồi. Trông giống đông phân bất bại thế. Lông mày của tôi dày hơn của bác. Bên này. Tôi không khóc đâu, thật đấy. Không được chơi dùng là son dưỡng có màu. Ừ. Mà Poppy Brown. Màu. Chết rồi, tôi chỉ mang cái màu này thôi. Cam. Màu cam. Và cái này là mình được brand tắt. Ờ. Nên là mình không được chọn màu. Thôi, thế cắt. Cắt đi. Thôi, nó không có màu đâu. Màu nhẹ, thôi bác tự quẹt đi. Nó không có màu đâu. Nó không có màu nhá. Lòng mặt hơi đen nha. Mền hơi trắng nha. Môi hơi cam nha. Khối hơi đậm nha. Dạ. Hết rồi. Xong rồi à? Bác không có. Bác xoay đây. Đây, đứng đây. Đứng ăn sau đây. Đứng. Nói lại lần nữa trước máy quay xong chưa? Xong rồi. Nhìn thẳng máy quay nói đi. Đứng đây. Rồi nhìn máy quay. Xong chưa? Nói.
Xong rồi. Ok. Cảm ơn bác ngày hôm nay đã make up cho tôi. Hóa trang đi. Rất. Mình dùng từ hóa trang đi. Rất xinh đẹp. Và sau đây sau lâm ô sinh hóa. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Và mọi người có thích chiếc make up lúc này của Đức Anh không? Và nếu như mọi người có muốn có chiếc make up lúc này trên mặt của mọi người hay không thì comment xuống dưới cho Đức Anh biết nhé. Đừng quên follow Nam trên Instagram và like, subscribe cái kênh channel này. Và bây giờ chúng mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video tới nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Feel like falling deeper. Cold and ice 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 싫어.